Quý vị hay thân nhân quý vị bị tai nạn gây thương tích trầm trọng như hôn mê, tê liệt người, gãy xương sống hay tàn tật vĩnh viễn, Tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh sẽ truy cứu trách nhiệm và tìm ra các nguồn tài chánh để bồi thường xứng đáng cho cuộc đời còn lại của quý vị. Chúng tôi ứng trước mọi phí tổn, chỉ nhận thù lao sau khi đòi được tiền. Nếu không đòi được tiền bồi thường, thân chủ sẽ không phải trả bất cứ lệ phí nào cho luật sư. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh để được làm việc trực tiếp với luật sư và được bảo vệ quyền lợi tối đa. Địa chỉ có trên màn hình, điện thoại văn phòng 714-530-9800 hay số trực tiếp 24/24 714-336-223. Đây là chương trình Luật pháp ngày nay với Tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh. Ngày hôm nay Mụ Lan rất vinh dự giới thiệu đến quý vị hai vị luật sư của tổ hợp, đó là luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh và luật sư Timothy O'Reilly, là một vị luật sư chuyên về hình sự. Mộng Lan muốn dành cái vinh dự này để luật sư Nguyễn Quang có thể giới thiệu đến quý vị lần đầu tiên trên băng tần của IBC TV của ba miền, luật sư Timothy O'Reilly. Dạ, xin thân mến chào luật sư. Sure, dạ, chào chị Mộng Lan và chào luật sư Timothy O'Reilly. Welcome. Thank you, it's great to be here. Good. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó chúng tôi mời một người luật sư cộng tác chung với chúng tôi trong suốt nhiều năm vừa qua lên đây để mà giới thiệu đến quý vị. Đó là luật sư Timothy O'Reilly. Luật sư mình sẽ dùng tên tên first name của yeah, nhé là yeah. Luật sư Tim đó. Thì luật sư Tim hành nghề luật sư ở California chắc khoảng trên 30 năm. Và khởi đầu đó thì luật sư Tim là biện lý của quận Los Angeles thuộc thành phố là Long Beach, và ông là cái người supervisor attorney cho thành phố Long Beach. Thì trong cái cương vị đó thì luật sư Tim phụ trách tất cả những cái case hình sự của thành phố Long Beach, cũng như là những cái case về dân sự tố tụng mà liên hệ đến thành phố Long Beach. Đó, thì qua cái quá trình làm việc thì luật sư Tim rất là phải nói là rất là rành, rất là hiểu rõ về hệ thống luật pháp của hình sự cũng như là của dân sự ở miền Nam Cali, chị Mộng Lan nhé. Thì ngày hôm nay đó chúng tôi mời luật sư Tim sẽ nói về cái sự khác biệt một cách tổng quát về những cái case về dân sự tố tụng và những cái case về hình sự, rồi sau đó chúng tôi sẽ đi vào chi tiết là khi mà quý vị phải va chạm với lại cảnh sát ở Cali thì mình expect cái gì sẽ xảy ra và mình nên làm cái gì và những gì mà mình không nên làm. Xin mời luật sư Tim. Yeah, that is very impressive what Mr. Anh Nguyễn had said about you. So today I understand that it's your first show. It so is. We're going to talk about general, kind of like a general. Yeah, a little bit. It's yes. I only wish my Vietnamese was as good as Mr. Anh Nguyễn's English is. So. But you understand us. And please know that we are on air in San Jose, in Houston, Texas. That's and fantastic. Also in California. Oh, that is yes. Amazing. Well, uh-huh. It is an absolute pleasure to be here. One of the things that we do when we get together is we talk kind of general law subjects. A lot of our stuff that we do discuss is California focused. So if we do have people that are outside the state, the things we say may or may not apply, especially if you've got folks in Texas. I know the laws are a little bit different there. They're similar. Most Western states in the United States have similar kind of laws, but there are differences and nuances in the way things are done. So a lot of times we'll be focused on California issues because, frankly, that's what we know. I'm not authorized to practice law in the state of Texas, so I do have to talk for the most part about California things. So, and that's kind of the way we do things here. Is we'll sit there. We'll talk about a legal subject as to what we think may be of interest to the viewers, and then we'll have it translated, or we'll talk about it, the same issues in Vietnamese and how those kinds of matters may impact some of the Vietnamese viewers and how they should conduct themselves. Most of the time, like I said, we'll be talking kind of general law subjects and just helping kind of educate people exactly what's in the American justice system and how it works. Yes, and I don't think there's very much difference when you are bad, when you commit a crime, you probably will be apprehended. So well, yeah, I don't care what state it is. So sure. That is common, right? Yeah, most of the criminal laws, mm-hmm. While the specific laws, some things may be illegal in one state that aren't illegal in another state. Specifically, like, you talked about, we have viewers in Texas.
their gun laws are going to be substantially different than California. California is very restrictive on things dealing with guns and firearms, whereas the state of Texas is much more freedom-oriented, and they're going to have much less restrictions in those areas. So those kinds of things. But generally, when we're going to be talking about how the procedures work, like when you encounter the police, these are all things that come under like the U.S. Constitution as to how we as American citizens have the certain rights that are allowed under the Constitution, and which dictate or control how the police treat us or how it is that we have to interact with them. Thank you. And I would like to ask Mr. Anh Nguyen to translate, especially the gun law thing that you are talking about in Houston, Texas. Dạ, xin mời luật sư thông dịch lại ạ. Thì đây là cái lời giới thiệu tổng quát cũng như là một cái lời khuyến cáo trước cho quý vị, đó là vì Triệu Môn Lan có nhắc với chúng tôi đó là cái giờ này, cái chương trình này sẽ được phát sóng ở miền Nam California cũng như là miền Bắc California, tức là San Francisco và San Jose, và đặc biệt là cũng phát sóng ở bên Houston, Texas. Thành thử ra chúng tôi xin được nhắc nhở kỹ là tôi và luật sư Tim là những người luật sư ở California. Chúng tôi có bằng hành nghề của tiểu bang California. Chúng tôi không có được phép hành nghề luật sư ở tiểu bang Texas. Thành thử ra quý vị có lắng nghe những cái lời hướng dẫn của chúng tôi ngày hôm nay đó, thì cũng chỉ xin dùng là để mở mang kiến thức mà thôi, chứ không có nên dùng là một lời khuyên chính thức cụ thể ở trong cái case của mình về luật pháp, là vì nó có thể không được áp dụng đúng luật ở bên Texas. Tuy nhiên, tổng quát chung chung đó, thì hầu hết tất cả những cái luật về hình sự cũng như là dân sự tố tụng của những tiểu bang trên Hoa Kỳ, nhất là những tiểu bang ở miền Tây của Hoa Kỳ, thì thường thường là giống nhau. Tuy nhiên, nó cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, kính thưa quý vị. Ok, thí dụ như là luật về kiểm soát những cái quyền mang súng, những cái quyền mua súng, thì tiểu bang California nó sẽ có những luật nó khắt khe hơn, nó bảo thủ hơn, nó hạn chế hơn. Còn ở bên Texas á, thì cái quyền được mua súng, cái quyền được mang súng có thể nó sẽ tự do hơn, nó sẽ dễ dàng hơn. Thành thử ra chúng tôi hoàn toàn không muốn quý vị dựa vào cái lời khuyên của chúng tôi ngày hôm nay để mà áp dụng luật trong trường hợp cụ thể của mình ở tiểu bang Texas, là vì nó không đúng, thưa quý vị nhé. Cảm ơn luật sư. Và quý vị vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện có Mộng Lan dành cho hai vị luật sư của tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh, đó là luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh và luật sư Timothy O'Reilly, chuyên về hình sự. Back to you. Well, so, you know, I think one of the things that we probably want to do today is maybe kind of start a little bit more generic in general, and you know, a lot of our viewers probably have never come into the court system and frankly have no idea how it works. And as a general rule, I mean, there are two major courts that we deal with. There's federal courts and state courts. Federal courts operate under the laws of the United States, whereas the independent state courts deal under state law. Most cases that come before the courts actually originate in the state courts, which is kind of a surprising thing to people. The federal courts are much more specialized in what things federal laws are involved in. So, you know, when you're looking at what your state courts are, and this is pretty universal across the United States, you'll generally have, they'll be broken down into what we call civil cases and criminal cases. There'll be criminal courts, civil courts within the state court system. And the federal courts also handle civil and criminal cases. So within each of the major court systems, you have these kind of two separate areas. The difference between them is, generally speaking, civil cases are controlled by the parties or the people who bring the lawsuit. They are there usually fighting over money, some kind of damages, or maybe it's some what we call injunctive relief, that somebody has to get somebody ordered to do something or ordered not to do something. Those are different. We call those remedies, how a case winds up. But for the most part, civil courts are focused on money disputes. How much does somebody owe me for
Did they damage me? Did they break your contract? Whatever it may be. The criminal courts, on the other hand, are really focused on a person's freedom and whether or not somebody has committed a crime and that they maybe need to be punished for that or do jail on that. So that's kind of the generic starting point as to where these cases deal. And when you're dealing with police officers and those kinds of things, you're going to find yourself in the criminal courts. Those cases aren't brought. You can't, like a regular civilian, like I can't bring a case in criminal court. That has to be brought by a prosecutor. It's either a district attorney, a U.S. attorney, maybe it's a county attorney in some places, just depending on what court system you're in. And those are cases where essentially a lawyer who works for the government is given power to bring cases to enforce the law. And those cases are brought to, like I said, usually, typically you'll see the person called a district attorney in the state courts, a U.S. attorney in the federal courts. Those offices will decide, hey, we think this person has committed some offense. And they, from that, once they've made that determination, that's when they'll decide to open a case, which we often call filing charges or an indictment, again, depending on the particular procedure they're using. Once they've decided, yes, we're going to bring a case, that usually means somebody's going to be charged with an offense. Oh, that's very clear. So once you read the Miranda rights by the policeman, you have the right to remain silent. Sure. You know that is a criminal court, right? Yeah, usually. So the way most criminal cases start is a contact with the police at some point. And that's what you're talking about, mm-hmm. You know, dealing with even Miranda like rights. DUI. Sure, even mm-hmm. like a driving under the influence case. Those kinds of things start with a citizen's contact with a member of law enforcement. Because prosecutors, as a general rule, don't go out looking for cases. There's exceptions to that rule, just as there is an exception to just about everything in the law. But usually a case starts with a law enforcement officer. We have our police officers out there looking for crimes and trying to prevent crime from happening. And so when they find somebody that they believe has been committed a crime, that officer is going to put together maybe a report. They'll make a determination whether they think a crime has been committed. They'll put together a report. They'll essentially give the prosecutor what the prosecutor needs to make a decision. Does what the officer found warrant the filing of some kind of charge or a criminal case? And those are the kinds of things. That's how the process on the criminal side usually starts. It's like I said, it's usually some contact with a law enforcement agency that then believes a crime's been committed. They put reports together, they put whatever they have for evidence together. Maybe it's videos, maybe it's audio clip, it might just be, you know, paperwork that is specific. If you get into financial crimes, it'll be banking records. They'll put all of these things together and then bring that to a prosecutor so that the prosecutor can look at it and say, yes, I agree with you. And then the prosecutor, not the police officer, is the one who decides, these are the charges I'm going to file against that citizen. Thank you, Mr. Timothy O'Reilly. Dạ, xin mời luật sư ạ. Dạ vâng, thì một cái tổng quát đó là cái hệ thống tòa án của nước Mỹ đó, nó có chia làm hai phần. Một bên đó là tòa án liên bang và một bên là tòa án tiểu bang. Thì tòa án liên bang đó là xử tất cả những cái vụ nào mà liên hệ đến luật của liên bang. Thường thường những cái case nào mà nó dính tới một cái hành động, một cái hành vi mà nó liên hệ đến hai tiểu bang hoặc là nhiều hơn thì nó sẽ thuộc về liên bang. Còn những cái case nào, những cái vụ xử nào mà nó chỉ nằm trong cái tiểu bang không mà thôi, mà nó không có dính tới những cái hành vi, những cái hành động, những cái activities của hai tiểu bang trở lên đó, thì thường thường nó nằm trong hệ thống của tiểu bang, thưa quý vị nhé. Nào, kế tiếp thì ở trong cái tất cả những cái case mà xảy ra ở Hoa Kỳ đó thì nó có hai loại. Một case là tòa án dân sự tố tụng và một cái là tòa án hình sự. Thì hai cái loại case này nó có thể xảy ra ở tiểu bang hoặc là ở liên bang, thưa quý vị nhé. Nào, hầu hết tất cả các case là nó liên hệ đến tòa của tiểu bang nhiều hơn. Còn liên bang thì nó rất là đặc biệt. Nó rất là, phải nói là nó rất là riêng rẽ, rất là đặc biệt. Thì thường thường những cái tội ác xảy ra ở trong tiểu bang thì do văn bằng biện lý của thành phố
hoặc là văn phòng biện lý của quận hạt, hoặc là trong văn phòng biện lý của tiểu bang sẽ truy tố những cái case đó. Và thường thường đó thì mình hay thấy cái chữ là the people of California versus Nguyễn Văn A, ví dụ vậy. Ok, thì tạm dịch đó, nó là nhân dân của tiểu bang California đi thưa cái ông Nguyễn Văn A đó. Thì những cái case như vậy đó, nó là case hình sự, cái thưa quý vị, là vì không có một cái cá nhân cụ thể nào đứng ra để thưa ông Nguyễn Văn A về hình sự được, ok, mà là cả nhân dân của cái tiểu bang đó đi thưa cái ông Nguyễn Văn An đó cho cái tội ác mà ông làm. Và thường thường đó thì là văn phòng biện lý sẽ đại diện cho nhân dân của California để mà đi truy tố cái ông Nguyễn Văn A đó. Nào, còn bên hình sự tố tụng đó, thì thí dụ như là bà Nguyễn Thị B có một cái vụ xử vì vấn đề gian lận tiền bạc, về vấn đề bội ước hợp đồng, về vấn đề đụng xe bị tàn tật, thì bà Nguyễn Thị B có thể đi thưa ông Nguyễn Văn A ở trong tòa án dân sự tố tụng của tiểu bang California. Thì những cái case đó, bà Nguyễn Thị A được quyền mướn luật sư tư ở ngoài để mà đi đầu tiền từ ông Nguyễn Văn B. Thì nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là những cái case nào mà nó liên hệ đến dân sự tố tụng đó, thì thường thường nó là liên hệ đến tiền bạc của mình, cái sự mất mát, tổn thất về tiền bạc. Còn những cái case về hình sự đó thì nó liên hệ đến vấn đề tù tội đó, tức là cái người đó họ làm tội ác, họ vi phạm một cái luật nào đó của tiểu bang, thì họ phải bị trừng phạt bằng cách là đi ở tù hoặc là đi làm công quả đó, rồi bị án treo, thí dụ như vậy. Thì đó là bên hệ sống bên phía hình sự. Thêm nữa đó, những cái tòa án mà dân sự tố tụng đó, mình cũng có thể đi thưa người ta. Lại luật sư Tim dùng cái chữ là injunctive relief đó, tức là những cái case nào mà không phải là mình thưa người ta tiền, là tại vì tiền đền không có đủ đó, mà mình bắt người ta, mình yêu cầu tòa bắt cái người bị cáo phải làm cái công việc đó cho mình đó. Chúng tôi nói thí dụ như là một cái case mà bội ước bán nhà, yeah. Ok, thì tòa án ở California đó, họ thấy được cái sự quan trọng của từng miếng đất một. Ok, mỗi một cái cuộc đất đó, nó đều có một cái đặc biệt riêng, một cái giá trị rất là riêng rẽ, một cái giá trị không có đo lường được bằng tiền. Thành thử ra nếu mà cái người bán nhà mà đã đồng ý ký tên bán nhà cho người mua rồi sau này đổi ý lại không bán nữa đó, thì người đi mua đó được quyền lựa, một là đi thưa về tiền bạc, tức là nói rằng là vì ông bội ước tôi không bán nhà cho nên tôi bị lỗ cái tiền lời này. Hai, người đó có thể bỏ không thưa cái tiền bạc mà đi thưa, nó gọi là injunctive relief, tức là đi thưa bắt cái người đó phải bán cho tôi cái căn nhà này đó, chứ không được bội ước. Là vì tòa ở California họ nhìn thấy được rằng là mỗi một miếng đất đó, nó có một cái giá trị đặc biệt riêng cho từng người một, và tiền bạc không đo lường được. Thành thử ra cái sự mất mát về tiền bạc không đáng đó, không có đủ để mà đền bù lại mất cái cuộc đất này. Thành thử ra trong trường hợp đặc biệt như vậy đó, thì cái người mua được quyền thưa người bán với cái điều luật là bắt người đó phải bán nhà, chứ không được quyền mà cancel cái nhà này đó. Thì những cái case đó nó gọi là injunctive relief, dùm một lần hiểu không? Thì đó là những cái tổng quát về hai cái hệ thống luật pháp, cũng như là hai cái loại case mà quý vị thường thấy. Thì nếu mà quý vị có những cái case nào mà tranh chấp về tiền bạc, về tài sản, về quyền lợi, thì quý vị đi kiếm luật sư tư như chúng tôi để mà giúp quý vị lo những cái lawsuit đó. Còn nếu mà quý vị có bị nghi ngờ là phạm tội về hình sự, bị cảnh sát đến nhà kiếm, hay là bị một cái lệnh truy nã chẳng hạn, ok, hay là bị DUI chẳng hạn, mà nó liên hệ đến cái sự tự do của mình, là mình có thể bị tù tội và sẽ không có được đi ra ngoài trong một thời gian nào đó, thì luật sư Timothy O'Reilly là luật sư sẽ giúp quý vị để mà giải quyết những cái vấn đề pháp lý đó.
Dạ, và trong trường hợp mà như luật sư có nói, hai vị luật sư có nói, nếu mà dính dáng đến vấn đề cảnh sát hay bất cứ một giới chức thẩm quyền về hệ luật nào đó, thì có thể là chúng ta bị đọc một cái gọi là Miranda Rights, luật sư, là you have the right to remain silent đó. Thì nghe như vậy là chúng ta biết là chúng ta cần một vị luật sư về hình sự rồi đó. Thì quý vị vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của Mộng Lan dành cho hai vị luật sư của tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh. Luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh rất giỏi về vấn đề personal injury, tức là tai nạn thương tích cá nhân đó quý vị. Trong những cái trường hợp mà tai nạn xe cộ đưa đến tử vong hoặc là chấn thương cột sống hoặc là và bại liệt nửa người hay toàn thân đó, thì quý vị có thể đến với luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh, và số điện thoại cầm tay của luật sư là 714-336-2235, 714-336-2235. Trong trường hợp quý vị cần một vị luật sư về hình sự như luật sư Timothy O'Reilly, quý vị không cần phải nói tiếng Anh, quý vị đến với tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh thì quý vị sẽ được các quý vị luật sư ở đây nói chuyện thẳng với quý vị và thông dịch cho quý vị. Và quý vị có thể đến với luật sư Timothy O'Reilly để mà nhờ luật sư lo một số những cái case về hình sự cho quý vị. We have about 3 minutes left. Do you have anything to say? You have 1.5 minutes, and Mr. An Nguyễn have 1.5 minutes to translate. Although I probably should give him 2 minutes. That way he makes me sound much smarter. So that's you always say that. Well, let's talk about the Miranda rights. Miranda rights. So yeah. Miranda rights. That's important. And that's one of the things on topics we discuss. Sometimes we try to have fun around here. We'll discuss some very serious things. Other times it's more topical, you know, things that are going on in the news. Miranda rights are an interesting thing. So when Miranda rights come into play is essentially when a police officer, I was telling that when a police officer has a contact with a citizen and that police officer believes that the citizen has committed some crime and that they're going to arrest the person. So the officer, there's two things that come into play when the officer does this. He has to, one, place the person under arrest, and then he has to intend to interrogate him or ask him questions. And if he does that, that's when the Miranda warnings come in. And the Miranda warnings are designed to give people one last chance to try to invoke their constitutional rights. And again, as you've already alluded, you have the right to remain silent because you have the Fifth Amendment against incrimination. You have the right to an attorney. You have the right to have an attorney present during any questioning. All of these things come out of the United States Constitution, and it was a U.S. Supreme Court case called Miranda versus Arizona back in the 1960s, which said, look, if you're going to get arrested, before they talk to you, police, give them one last warning. And that's where the Miranda warnings come in, is tell them, invoke your right to remain silent, ask for an attorney, and don't answer any questions. And that's essentially what the court's saying is, you better make sure that when they talk to you, that they know they're giving up their right, their constitutional right to silence, and they're giving up their right to an attorney. And you have 1 minute to translate. Sure. Rất là quan trọng. Thì cái điểm này đó là nó dễ bị nhiều người hiểu lầm là cái quyền lợi về Miranda right nó chỉ được áp dụng khi mà quý vị đã bị bắt rồi. Ok, và cảnh sát muốn điều tra, muốn hỏi cung mình. Ok, thì cảnh sát phải đọc cho mình cái bản quyền lợi này trước khi mà cảnh sát hỏi mình, thì như vậy đó những cái lời khai của mình nó mới có giá trị về luật pháp. Nào, thì những cái quyền lợi là cái gì? Thứ nhất là ông hay bà được quyền giữ im lặng. Thứ hai, ông và bà có quyền có mướn luật sư. Thứ ba, ông và bà nếu không có tiền mướn luật sư thì chính phủ sẽ cung cấp một luật sư công cộng cho quý vị. Và cuối cùng, những cái gì ông bà khai ngày hôm nay sẽ được dùng để mà đối chất với ông bà ở ngoài tòa. Đó, đây là lời thú tội. Thì cái mà rất là nhiều người thường dân, bao gồm người Việt Nam và bao gồm người Hoa Kỳ và bao gồm người thiểu số ở Mỹ, các thưa quý vị, cứ hiểu lầm rằng là khi cảnh sát chặn mình lại đó là cảnh sát phải đọc cái bản Miranda right này thì mới được quyền lấy lời khai của mình. Cái đó hoàn toàn sai. Ok, tại vì chúng tôi nói rằng là quý vị khi mà bị bắt và cảnh sát lấy lời khai thì cảnh sát mới đọc cái bản này. Và chúng còn ta nếu sẽ... yeah. Còn nếu mà mình chưa bị bắt, thí dụ như là mình đang chạy xe, cảnh sát chặn mình lại, cảnh sát chưa có bắt, cảnh sát chỉ nói ok ông bà, tôi muốn nói chuyện với ông bà. Ông bà có uống rượu không? Có uống rượu. Uống mấy chai? Uống 10 chai. Vậy thấy chưa? Yeah. Thì như vậy đó, cái lúc đó đó cảnh sát chưa bắt mình. Thành thử ra cảnh sát không cần phải đọc cho mình cái bản Miranda right. Yeah. Ok? Mà mình tự ý trả lời rồi đó, thì cái đó vẫn là một cái sự trả lời hợp pháp. Và cảnh sát họ vẫn được quyền dùng cái lời khai đó. Sau khi họ bắt mình rồi đó, họ nói ok bây giờ tôi đã bắt ông rồi nè, bây giờ tôi đọc cho ông nghe cái bản này nè.
Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông khai nha, trong đầu của mình đã nghĩ rằng là mình đã khai rồi. Dạ. Yeah. Thì bây giờ thôi cũng khai lại cho nó xong cho rồi, vậy đó chưa? Thì như vậy đó, mình bất lợi. Những cái gì mà mình khai đó mới là cái lời tự thú. Còn nếu mà mình hiểu rõ cái chuyện này đó, thì khi mà quý vị bị chặn lại từ cảnh sát đó, quý vị đã có cái quyền giữ im lặng rồi, mặc dù cảnh sát không cần phải đọc cho mình cái gì hết. Dạ, yeah. Và chúng ta sẽ nói về cái Miranda Rights này ở trong cái talk show kế tiếp, mời quý vị nhớ đón theo dõi. Số điện thoại một lần nữa của tổ hợp là 714-530-9800, trong trường hợp khẩn cấp gọi gấp cho luật sư ở số là 714-336-2235. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Hệ thống hình luật tại Hoa Kỳ có thể rắc rối và gây hoang mang cho quý vị. Vì vậy, rất quan trọng và cần thiết để có một luật sư đại diện cho mình, biết rõ hệ thống làm việc của biện lý cuộc và tòa án. Nếu quý vị hay người thân bị bắt hay bị truy tố vì tội say rượu lái xe, bạo hành trong gia đình hay bất cứ tội hình sự, đại hình hay tiểu hình nào, các luật sư của tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ biện hộ để đạt được kết quả tốt nhất như quý vị mong muốn. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh, nói chuyện trực tiếp với luật sư để được giúp đỡ thật sự. Địa chỉ xin xem trên màn hình, điện thoại văn phòng 714-530-9800 hay số trực tiếp 24/24 714-336-2235.